Xin chào các bạn. Nếu các bạn hay theo dõi phần mềm Flydata 24 thì sẽ thấy trưa ngày hôm qua có một chiếc máy bay lạ cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài. Chiếc máy bay này bay vòng trên bầu trời miền Bắc trước khi quay trở lại hạ cánh xuống Nội Bài. Chiếc này không hề hiện số đăng bạ, hãng hàng không hay loại máy bay mà chỉ có tên chuyến bay là 2FWCA. Đây không phải là số hiệu của một chuyến bay của một hãng hàng không của Việt Nam. Vậy chiếc máy bay đó là gì? Tại sao lại có hành tung bí ẩn như vậy? Thật ra thì sự việc rất đơn giản. Đây chính là chiếc máy bay đã thực hiện chuyến bay đó. Nhìn màu sơn chắc các bạn cũng đoán ra chiếc máy bay này từng là máy bay của hãng hàng không Vietjet Air. Tuy nhiên hiện tại thì chiếc máy bay này đã được sơn che đi tất cả các biểu tượng của hãng hàng không Vietjet Air cũng như cờ Việt Nam trên thân máy bay. Đồng thời máy bay cũng đã được đổi sang số đăng bạ nước ngoài, đó là 2FWCA. Đây cũng là số hiệu của chuyến bay đó luôn. Như vậy theo như mình đoán thì chiếc máy bay này đã được sơn thay đổi số đăng bạ để chuẩn bị mang đi trả tàu, và nó thực hiện chuyến bay kỹ thuật kiểm tra trước khi mang đi trả. Theo dữ liệu trên trang web planespotter.net thì chiếc này từng mang số đăng bạ VNA627 khi nó phục vụ cho hãng hàng không Vietjet Air. Chiếc này mới có tuổi đời 4,8 năm tuổi, còn rất trẻ. Vậy mà hãng Vietjet Air đã mang đi trả tàu. Đây là một điều rất lạ. Theo như số đăng bạ mới thì chiếc này giờ thuộc về hãng FWK Aviation Holdings. Theo báo chí của nước ngoài thì đây chính là công ty đã kiện hãng hàng không Vietjet Air lên tòa thượng thẩm Vương quốc Anh để đòi số tiền cho thuê máy bay lên tới 155 triệu bảng Anh. Kết quả của vụ kiện này thì mình cũng chưa rõ, nhưng rõ ràng là hãng hàng không Vietjet Air đang chuẩn bị để trả tàu cho FWK Aviation Holdings. Đây là pha cất cánh của chiếc máy bay mang số đăng bạ 2FWCA để thực hiện chuyến bay kỹ thuật trên bầu trời miền Bắc. Còn đây là lúc chiếc máy bay này quay trở lại hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Còn đây chính là chiếc máy bay đó khi còn phục vụ cho hãng hàng không Vietjet Air. Khi đó nó mang số đăng bạ là VNA627.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.